Bộ Y tế vừa có công điện gửi 63 tỉnh thành phố trong cả nước về tăng cường công tác phòng chống cúm gia cầm lây sang người. Công điện nêu rõ Campuchia đã ghi nhận 2 trường hợp nhiễm cúm AH5N1 tại tỉnh Prey Veng, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Tại nước ta hiện nay thời tiết đang vào giai đoạn chuyển mùa và nhiều thay đổi bất thường thuận lợi cho virus cúm gia cầm phát triển. Để chủ động ngăn chặn bệnh cúm gia cầm xâm nhập vào Việt Nam và lây nhiễm sang người, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành chỉ đạo một số nội dung, gồm tăng cường giám sát chặt chẽ người nhập cảnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, nhất là người giết mổ, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm sống, người có tiền sử đến từ khu vực có dịch, kịp thời lấy mẫu xét nghiệm gửi về Viện Vệ sinh Dịch tễ Viện Pasteur xét nghiệm quản lý ca bệnh nếu có và xử lý không để bệnh lây lan ra cộng đồng. Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính, hội chứng viêm phổi nặng do virus và hội chứng cúm để phát hiện kịp thời ca bệnh. Tăng cường phối hợp liên ngành trong việc giám sát phát hiện cúm trên gia cầm và triển khai phối hợp điều tra xử lý khi xảy ra dịch. Tăng cường truyền thông về các biện pháp phòng lây nhiễm cúm gia cầm sang người, đặc biệt chú ý những khu vực có nguy cơ cao, chăn nuôi, buôn bán giết mổ. Khuyến cáo người dân không sử dụng các thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực hiện an toàn thực phẩm giết mổ, chế biến gia cầm và các sản phẩm liên quan, v.v.